Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Jack in Channel. Mình là Jack. Ngày hôm nay mình sẽ lại hướng dẫn cho các bạn một classic cocktail nữa. Thì món này mang tên là Kim Lệch. Thì Kim Lệch được tạo ra vào thế kỷ thứ 19 dành cho những người thủy thủ của Anh. Và theo nhiều người nói thì Kim Lệch nó là tên của một cái dụng cụ mà để tạo ra lỗ khi mà các bạn xoắn, tạo ra lỗ ở trên gỗ á, khi mà các bạn xoắn nó. Ngoài ra thì lại có người nói đó là tên của Đô đốc Thomas Kim Lệch. Thì ông là người đầu tiên đã thêm loin cordial vào trong rượu gin để mà uống hàng ngày, và cùng với những người thủy thủ của ông để mà uống hàng ngày để mà chống lại cái căn bệnh scurvy, là cái căn bệnh thường gặp ở những người thủy thủ khi mà họ sống lênh đênh trên biển nhiều ngày trong cái điều kiện là thiếu trái cây và rau củ quả tươi. Thì loin cordial là một cái hỗn hợp mix giữa nước chanh và nước đường. Thì cordial thường được sử dụng rất nhiều trong pha chế, và cái lime cordial này á, thì nó sẽ hơi chua chua ngọt ngọt một xíu. Và và đó chính là tất cả về Kim Lệch. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu pha món này thôi ha. Nhớ nhấn like và subscribe nha. Và thành phần để pha món này thì nó khá là giống với lại daiquiri, mình chỉ cần thay rượu rum bằng rượu gin thôi. Và đó chính là lý do mà mình sẽ cần một cái chai rượu gin. Thì ngày hôm nay mình sẽ sử dụng chai Beefeater này ha. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ chai nào khác cũng được, Tanqueray hay là Hendrick hay là Gordon, bất kỳ. Và hôm nay mình sẽ sử dụng chai Beefeater. Và giống như daiquiri luôn thì mình sẽ cần một ít nước ép chanh xanh, đó chính là lime juice, và một ít nước đường, sugar syrup. Và ok, mình bắt đầu pha thôi. Vì đây là món sách nên là mình sẽ ướp sách các bạn ha. Ok, và ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng một cái lim martini như thế này, và mình sẽ ướp ly luôn. Ok. Và mình sẽ bỏ vào đây 60ml rượu gin trước ha. Rồi. Đóng nắp lại. Và sau đó là 30ml của lime juice. Và cuối cùng là khoảng từ 15 cho tới 20ml của sugar syrup, tùy theo cái độ độ ngọt mà các bạn muốn ha. Ở đây thì mình sẽ bỏ khoảng khoảng 15 đi. Thì mình thích nó hơi chua chua một xíu á. Ok. Sẽ bỏ đá này ra. Xách món này lên thôi. Yes. Rất là thơm luôn. Và mình sẽ double strain vô ly nha. Beautiful. Rồi. Và mình sẽ cắt một cái lát chanh để mà mình trang trí. Sẽ khứa nhẹ em cái bên góc như thế này. Sau đó mình gắn lên trên ly. Yes. Và đây là món Kim Lệch. Thank you.
Và bây giờ mình sẽ thưởng thức nó các bạn nha. Đúng là mình hiểu tại sao những người mà làm về đồ ăn người ta rất là thích làm, thì làm xong là mình có thể thưởng thức được. Thơm cái mùi chanh, cái mùi của rượu gin rất là thơm luôn các bạn. Mình đặc biệt thích rượu gin luôn. Rượu gin và rượu rum là hai cái rượu mà mình rất là thích luôn. Yum. Đúng giống như kiểu những cái sweet and sour cocktail á, nó sẽ kiểu chua chua ngọt ngọt, nhưng mà cái mùi vị của rượu gin trong này trời ơi rất là ngon luôn. Cảm giác cái mùi của rượu gin nè, và nó kết hợp với cái độ citrus của cái chanh á, nên tạo nên cái chua chua hơi ngọt dịu một xíu. Và đúng là những cái món này nó rất là basic luôn, nhưng mà các bạn có thể rất là dễ dàng làm tại nhà. Có trà rượu gin pha với lại chanh với lại nước đường, vậy là xong rồi. Vậy là nó có thể ra một món, ví dụ như có thể có trà rượu rum pha với lại chanh với lại đường, nó có thể ra một món Thai curry, và rượu gin thì nó ra một món gimlet như thế này. Và thật sự là không cần gì phải pha quá nhiều các bạn. Những cái ly như thế này là những cái ly rất là đắt giá luôn, tại vì thưởng thức rượu mà ví dụ như các bạn thưởng thức rượu uống sọt bình thường á thì nó sẽ hơi nặng với mình, nhưng mà uống những cái ly này á thì cái mùi chanh và cái chanh và đường nó sẽ làm dịu đi cái rượu, nhưng mà nó vẫn đẩy cái hương vị của rượu lên chứ nó không có nhấn chìm cái mùi vị của rượu á. Rất là ngon luôn. Trời, cái mùi rượu gin vô rất là thơm luôn các bạn. Những bạn nào thích rượu gin không thể nào bỏ qua được cái món này. Pha cực kỳ đơn giản luôn, nhưng mà tưởng tượng mình có một cái ly này và mình ngồi trước ban công và mình chill, rất là thơm luôn. Cảm giác giống như là kiểu uống gin vô lúc nào mình cũng cảm giác giống như là xung quanh mình là có một cái vườn hoa đầy màu sắc vậy các bạn. Cheers, rất là ngon luôn. Và đây là món kim lệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến từ bây giờ. Nhớ nhấn like và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi chuỗi video mình đang làm về cocktail nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.